đảo Abung có một nghề mà người dân nơi đây gắn bó hàng trăm năm qua. Đó là nghề dệt thổ cẩm. Các mẹ, các chị sau những ngày lên nương lại quây quần bên khung dệt để tạo ra những tấm vải, tấm khăn, tấm áo mang đặc trưng của dân tộc mình. Abung là một xã biên giới nghèo thuộc huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Người Paco sống ở đây quanh năm gắn bó với núi rừng. Thời cha ông họ, khi lên nương hay trong những công việc trọng đại, họ đều khoác lên mình bộ trang phục với những họa tiết mang đặc trưng để nhận ra người Paco. Ngày nay, với người Paco, giữ bộ trang phục truyền thống như giữ quá khứ của cha ông cần cù băng núi vượt rừng. Khi yêu và tự hào với trang phục của dân tộc mình, họ cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn những sắc màu như ngôn ngữ riêng của mình. Cũng chính vì thế mà trải qua nhiều thăng trầm thì nghề dệt vẫn phát triển ở vùng đất này. Trang phục truyền thống của người Paco sử dụng trong những ngày lễ lớn. Họ dùng vải thổ cẩm để làm quần áo, váy, khố. Trong lễ cưới hỏi, người Paco dùng thổ cẩm làm trang phục cho cô dâu và làm đồ dâng cho nhà trai. Hiện nay có rất nhiều loại trang phục và có thể dễ dàng mua được. Nhưng khi khoác lên người những bộ trang phục mà chúng tôi ở đây vẫn gọi là Azo, điều đó mang đến cho tôi cảm giác như là mình được trở về thời xưa vậy. Cảm giác khác hẳn với mình mặc trang phục hiện đại. Điều đó khiến tôi thấy rất tự hào về trang phục truyền thống của dân tộc. Trở về nhà sau những lần lên nương kiếm củi, chị em người Paco lại quây quần trong ngôi nhà sàn đơn sơ để chuẩn bị những thứ cần thiết chờ nhau đến cùng dệt. Bên bếp lửa đơn sơ, quanh năm rực cháy ngọn lửa của cuộc sống ấm nóng, các chị vừa trò chuyện về một ngày lên rừng, vừa nhanh tay cuốn sợi. Trước kia, trang phục của người Paco được dệt từ một số loại nguyên liệu trồng trên rừng. Khi ấy, phụ nữ Paco thường vào rừng lấy sắn, mang về phơi khô, sau đó giã thành bột, rồi mới xe sợi, mang dệt. Ngày nay, những người phụ nữ này không còn vào rừng kiếm sắn làm sợi nữa. Họ dùng các loại nguyên liệu có sẵn, mua trong các phiên chợ. Kỹ thuật dệt của người Paco ở xã Abung không có gì đặc biệt. Màu sắc và họa tiết cũng không quá cầu kỳ. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là sự gắn bó của những người phụ nữ miền núi với nghề dệt hàng trăm năm qua. Từ khi có trang phục riêng của dân tộc mình, đó cũng là lúc mảnh đất này hình thành nên nghề dệt. Trải qua thời gian cùng những đổi thay của cuộc sống, trong khi nhiều nơi nghề dệt thổ cẩm đã bị mai một, thì tại vùng đất này, dệt vẫn là một phần cuộc sống của những người phụ nữ. Ai cũng có cả chục năm gắn bó. Với họ, đây như cách để họ lưu lại truyền thống quý báu của dân tộc. Có nhiều công đoạn để hoàn thành một sản phẩm. Trước hết phải làm khung dệt. Khung dệt truyền thống của người Paco bằng ống tre. Đây là loại tre mua từ bên Lào, vì tre ở Lào thẳng, trơn tru và không có đốt. Tôi làm nghề này đã 15 năm rồi. Đến nay, tôi cũng đã làm được nhiều cái phức tạp hơn. Nhờ chị em đi trước chỉ bảo cho mình, tôi thấy rất thích và đam mê giữ nghề truyền thống của dân tộc mình.
Với phần lớn phụ nữ Paco, dệt chưa hẳn là một nghề chính để kiếm sống. Họ vẫn lên nương, lên dãy, làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Nhưng ở một góc nào đó, họ vẫn dành cho nghề dệt thổ cẩm một tình yêu đặc biệt. Thời gian rảnh rỗi, họ lại mang bộ khung giản đơn để dệt những tấm vải may trang phục cho mình và gia đình, cho bà con làng xóm có nhu cầu. Có thể nói, nhu cầu sử dụng trang phục truyền thống ở xã A Bung còn khá cao. Việc có thêm thu nhập cũng khuyến khích các chị em gắn bó và giữ nghề. Đây không phải là nghề để làm ăn kiếm sống, nhưng là công việc tôi thích làm mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Tôi dệt vải để phục vụ cho cuộc sống của chính bản thân mình. Bộ trang phục tôi mặc là do chính tôi dệt. Ngoài ra, tôi còn dệt quần áo cho gia đình, hoặc khi ai cần tôi bán vải cho họ. Tôi gắn bó với nghề này mười mấy năm rồi. Tôi nghĩ đó là cách để giữ gìn bản sắc dân tộc mình. Họa tiết trang phục của người Paco khá đơn giản. Trước kia, người Paco dệt vải chủ yếu với hai màu cơ bản, đen và đỏ. Đây là những sắc màu khá gần gũi với tự nhiên như đất và là yếu tố cần thiết giống cuộc sống như lửa. Từ hai màu truyền thống này, trang phục của người Paco hiện nay đã được dệt đan xen thêm những sợi chỉ nhiều màu sắc, tạo sự phong phú. Các chi tiết trang trí thêm cũng được chị em áp dụng để tạo nên những bộ trang phục mới, lạ, đẹp, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại. Những hoa văn họa tiết này không theo quy tắc nào cả. Khi dệt chị em thấy đẹp và bắt mắt, họ sẽ làm theo ý họ. Ví dụ những đường viền ở váy như thế này, họ gắn các loại hạt theo ý họ để tạo các họa tiết cho bắt mắt hơn. Còn trang phục truyền thống của người Paco là hai màu tông chính, màu đỏ và màu đen. Giờ họ phối thêm màu vàng và nhiều loại màu sắc khác, như vậy tấm vải trông sẽ đẹp hơn. Dệt là công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, cần nhiều thời gian. Trong khi đó, A Bung là một xã miền núi nghèo, chưa phát triển du lịch, sản phẩm đi thị trường khắp nơi còn hạn chế. Tuy nhiên ở đây, ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc rất được chú trọng và tình yêu dành cho nghề dệt khá cao.
tổ dệt của chị em ở A Bung được thành lập khá sớm, lúc đầu nhận được sự tham gia đông đảo của chị em với khoảng 30 người. Tuy nhiên hiện nay con số này chỉ còn là 20. Địa phương đã lên nhiều kế hoạch giới thiệu cũng như khuyến khích mặc trang phục truyền thống là tín hiệu đáng mừng cho nghề dệt ở nơi đây phát triển. Khi tổ dệt được thành lập, nghề dệt thổ cẩm ở A Bung dần đi vào ổn định và tiến tới chuyên nghiệp hơn. Những kỹ thuật khó được người đi trước truyền lại cho những người mới làm nghề. Những sản phẩm mới đa dạng được trao đổi bàn bạc để cùng nhau làm. Hy vọng với những cách thức đang được áp dụng và cả những tìm tòi thị trường mới, thổ cẩm A Bung sẽ có điều kiện phát triển hơn nữa và là cách gìn giữ nét đẹp bản sắc văn hóa của người Paco. Tổ dệt truyền thống của xã A Bung được các vị chính quyền địa phương cũng như là đơn vị xây dựng là vào năm 2009. Khi đầu xây dựng thì tổ là có 30 thành viên và hiện tại bây giờ là có 20 hội viên. Thì các sản phẩm đến giờ đã là những sản phẩm có giá trị và góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho từng hội viên. Và thấy được mục đích ý nghĩa này thì các chị vẫn đang tiếp tục vận động các già làng, những người mà có tay nghề để vào để tập huấn cho các cái hội viên trẻ để sản phẩm ngày càng được đẹp hơn và có giá trị hơn. Vừa qua thì huyện đã tập trung để mà khôi phục lại các cái dệt của các hộ gia đình, và hiện nay thì chúng tôi đã thành lập các cái tổ dệt thôi để cho bà con người ta làm quen từ cái chỗ mà người ta chỉ có là từ cung từ cấp thì bây giờ có thể là trở thành hàng hóa, và đây cũng là nét đặc trưng, là cái nét văn hóa về cái trang phục của người Paco, và chúng tôi đánh giá rất là cao thông qua các lễ hội, thông qua các cái sự kiện lớn của quê hương đất nước thì hầu như là bà con đều sử dụng. Và đặc biệt hiện nay thì chúng tôi phát động tất cả các cơ quan đơn vị mà là người Paco thì đều là mang trang phục của người Paco. Nó mang ý nghĩa vừa bảo tồn cái nét văn hóa tốt đẹp của người Paco mà vừa là giới thiệu được cái nét văn hóa cho công chúng được biết đến. Ở mỗi địa phương, câu chuyện giữ nghề dệt truyền thống mỗi khác, nhưng điều quan trọng, họ đang tìm những cách để phát huy giá trị quý báu của cha ông, gửi gắm trong từng sợi chỉ, từng họa tiết, từng sắc màu. A Bung nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, cách trung tâm huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị khoảng 60 km. Đây là nơi có phong cảnh của núi non tươi đẹp cùng những nếp nhà đơn sơ của đồng bào Paco. Đến xã A Bung, du khách không chỉ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, tìm hiểu về nghề dệt truyền thống cũng như cuộc sống của đồng bào nơi đây, mà còn có cơ hội thưởng thức những giá trị văn hóa đặc sắc của người Paco quanh năm sống gắn bó với núi rừng.